đón Tết hốt hết lộc trời. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, trúng số liên tiếp, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, đổi đời giàu nứt vách, đón Tết 2025 linh đình, cực giàu có. Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý vị, chào mừng anh chị tuổi Quý Hợi đã đến và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Quý Hợi sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Quý Hợi hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Quý Hợi phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng anh chị tuổi Quý Hợi đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Quý Hợi không được dễ dàng là mấy. Quý Hợi thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Quý Hợi hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Quý Hợi những điều bất như ý anh chị nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Quý Hợi hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Quý Hợi đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Quý Hợi, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp anh chị Quý Hợi nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Quý Hợi thay đổi, thì thái độ của Quý Hợi cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Quý Hợi sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Quý Hợi chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Anh chị Quý Hợi thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Quý Hợi có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời anh chị cùng lắng nghe nhé. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Những người tuổi Hợi sẽ trải qua những ngày tháng tuổi thơ êm đềm, đẹp đẽ, đến thời thanh niên và trung niên họ sẽ phải đối mặt với một vài khó khăn. Những biến cố trong tình yêu và sự nghiệp khiến họ phải trăn trở, lo lắng. Nếu họ vững tâm bền chí để không bị đánh gục bởi những thất bại thì thành công và hạnh phúc sẽ đến với họ. Vì những người tuổi này luôn nỗ lực hết mình, nên khi nghĩ về những gian khổ đã qua họ luôn cảm thấy mãn nguyện với sự cố gắng của bản thân. May mắn thay, cuộc sống khi về già của họ cũng khá an bình, yên ổn. Mọi người xung quanh thường xuyên đánh giá tuổi Hợi là những người tốt tính và thân thiện. Họ luôn coi trọng tất cả các mối quan hệ hiện tại và sẽ cố gắng duy trì liên lạc với bạn bè thân thiết. Với tính cách phóng khoáng, họ sẵn sàng kết bạn với bất cứ ai mà không hề quan tâm tới địa vị của người đó. Họ không có thói quen soi mói khuyết điểm của người khác, nên sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng người khác. Đối với người tuổi Hợi, điều đem lại niềm vui lớn nhất cho họ là được thưởng thức những món ăn ngon độc đáo và thức uống mới lạ. Mỗi khi gặp phải những điều phiền muộn, họ chắc chắn sẽ tận hưởng những món khoái khẩu để giải tỏa áp lực. Những người này cũng bị thu hút những điều thần bí, nên họ sẽ dành thời gian tìm hiểu về lĩnh vực khoa học tâm linh. Nhờ vào sự kiên nhẫn, người tuổi Hợi có thể gặt hái được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào mà họ muốn. Tuy nhiên, họ lại là người không có ý chí tiến thủ mạnh mẽ, nên sẽ không dám mạo hiểm theo đuổi những mơ ước lớn lao. Với bản tính thiện lương, họ không bao giờ dùng thủ đoạn xấu xa, tàn nhẫn để hãm hại những đối thủ cạnh tranh trong công việc. Xét về tài vận, người tuổi Hợi sẽ may mắn có được nhiều cơ hội để kiếm tiền. Dù có nguồn thu nhập dồi dào, nhưng họ lại ít khi dành dụm được đồng nào. Bởi lẽ để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân, họ sẽ không ngần ngại chi ra một số tiền lớn. Họ thậm chí còn coi việc tiêu tiền là một cách để xả stress. Nên càng cảm thấy căng thẳng thì họ càng tiêu xài vô tội vạ. Để không bị rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, họ nhất định phải học cách quản lý tài chính chặt chẽ. Hòa đồng thân thiện là nét tính cách đặc trưng thường thấy ở những người tuổi Hợi.
Họ thích kết bạn với những người có nhiều điểm tương đồng với họ về suy nghĩ và sở thích. Đối với bạn bè thân thiết, họ luôn đối xử bằng tấm lòng chân thành và sự quan tâm chu đáo. Việc họ đấu khẩu hoặc chỉ trích người khác là điều không bao giờ xảy ra. Chính vì thế, họ luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn tri kỷ trong suốt nhiều năm. Ngay thẳng và cương trực là những phẩm chất đáng quý trọng ở người tuổi Quý Hợi. Nội tâm của họ rất đỗi trong sáng, không bao giờ chất chứa những mưu mô toan tính. Nói chuyện sâu xa bóng gió không phải là phong cách giao tiếp của họ. Họ luôn vô tư thể hiện tâm tư, suy nghĩ thật của bản thân với mọi người xung quanh. Họ cũng ít khi nịnh bợ, luôn cúi trước bất cứ ai để đạt được lợi ích cá nhân. Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng người tuổi Hợi khá yếu đuối. Trên thực tế, họ là những người có lòng kiên trì và nghị lực mạnh mẽ đến khó tin. Ẩn sâu trong vẻ hiền lành là sức mạnh tinh thần ngoan cường, giúp họ đương đầu với mọi sóng gió. Để đạt được mục tiêu, họ sẽ không ngại khó ngại khổ để phấn đấu ngày đêm. Đối với họ, mọi nỗ lực của bản thân đều đáng trân quý. Chỉ khi đạt được thành công bằng chính sức của mình, họ mới cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện. Dù có thất bại thì họ vẫn cảm thấy mãn nguyện, vì ít nhất họ cũng đã cố gắng hết mình. Tấm lòng hiền lương đôn hậu của người tuổi Hợi luôn khiến mọi người phải kính trọng và quý mến họ. Họ sẵn lòng lắng nghe, san sẻ nỗi buồn với người khác. Đối với những người thân thiết, họ là người mang năng lượng động viên tích cực, luôn khuyến khích ý chí tiến thủ. Họ không bao giờ bàng quan trước những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Để đóng góp cho lợi ích chung của cộng đồng, họ nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện. Tuổi Hợi cũng được đánh giá là người hào sảng, phóng khoáng. Họ không bao giờ tỏ ra so đo tính toán với mọi người xung quanh. Việc họ sẵn sàng bỏ một khoản tiền lớn ra để giúp đỡ bạn bè vượt qua khó khăn không phải là điều hiếm lạ. Ngay cả đối với những người xa lạ, họ cũng không ngần ngại giúp đỡ bằng mọi cách. Bù lại, những lúc họ rơi vào tình thế gian nan thì sẽ được rất nhiều người đến trợ giúp. Vốn là biểu tượng của sự hưởng lạc, tuổi Hợi luôn hướng đến cuộc sống nhàn nhã, thanh thản. Họ có phong cách sống và làm việc chậm rãi, khoan thai, nên thường bị hiểu nhầm là người lười biếng. Thực tế họ chỉ đang tìm cách cân bằng cuộc sống để tâm hồn không trở nên quá căng thẳng. Nhiều lúc họ có thể tự nuông chiều bản thân quá mức mà sa đà vào những thói ăn chơi lêu lỏng. Một lối sống trụy lạc có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tinh thần và thể chất của họ. Lời khuyên dành cho những người này là hãy tìm đến những hoạt động giải trí lành mạnh hơn. Nhược điểm cần khắc phục nhất của người tuổi Hợi chính là sự cả tin. Họ dễ dàng đặt niềm tin vào người khác, kể cả những người mới gặp lần đầu. Họ không hề cảnh giác với bất cứ lời nói hoặc hành động của mọi người xung quanh. Hơn thế nữa, họ cũng rất vụng về trong việc từ chối yêu cầu của một ai đó, vì luôn cảm thấy áy náy khi không giúp đỡ được mọi người, nên họ thường xuyên bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Những đặc điểm này sẽ khiến họ dễ bị kẻ xấu lừa gạt, hãm hại. Họ phải rèn luyện tinh thần cảnh giác thì mới tránh được những mối nguy đang rình rập. Tính cách nhẫn nại là một trong những ưu thế giúp người tuổi Hợi thành công trong sự nghiệp. Dù nhiệm vụ có phức tạp đến mấy, họ sẽ không ngại làm việc ngày đêm để tháo gỡ vấn đề. Họ sẵn sàng học hỏi thêm các kỹ năng cũng như trau dồi kiến thức để đáp ứng được nhu cầu của công việc. Nếu không may gây ra sai sót, họ sẽ không biện bạch cho yếu kém của bản thân mà sẽ cố gắng khắc phục sai lầm sớm nhất có thể. Những người tuổi Hợi dễ dàng thích nghi với mọi môi trường làm việc một cách nhanh chóng. Vốn là người hòa nhã, họ có thể làm quen với các đồng nghiệp mới chỉ trong một thời gian ngắn. Những biến cố bất ngờ trong công việc không thể khiến họ cảm thấy hoảng loạn. Họ sẽ bình tĩnh quan sát tình hình một cách kỹ lưỡng để tìm ra phương hướng giải quyết hoàn hảo nhất. Tâm hồn của người tuổi Hợi sâu sắc, tinh tế và dễ rung cảm trước cái đẹp của nghệ thuật. Nhờ có khả năng cảm thụ nghệ thuật hơn người, họ có thể thành công các lĩnh vực như ca múa, hội họa. Bên cạnh đó, những người này cũng sở hữu đôi bàn tay khéo léo, cũng khối óc sáng tạo tài hoa. Các ngành nghề có liên quan đến thiết kế có thể giúp họ khẳng định bản thân và phát huy tối đa tài năng. Người tuổi Hợi không có tham vọng mãnh liệt đối với tiền tài và danh vọng, nên họ không có ý chí tiến thủ mãnh liệt trong sự nghiệp. Việc dẫm đạp chèn ép người khác để đạt được thành công là điều khiến lương tâm của họ cảm thấy vô cùng cắn rứt. Tuy nhiên, họ cũng không ngồi yên. Nếu có người động chạm đến quyền lợi chính đáng của họ, họ không ngần ngại vạch trần kẻ muốn đâm sau lưng họ trong công việc. Vốn là người có tinh thần trách nhiệm với xã hội, tuổi Hợi rất thích hợp với những ngành nghề phục vụ cho lợi ích chung của mọi người. Họ sẽ cảm thấy tự hào khi những cống hiến của bản thân có thể giúp cộng đồng ngày một tốt đẹp, văn minh hơn. Sự chu đáo và tận tụy có thể giúp họ đạt được thành công rực rỡ trong các ngành nghề như giáo viên, bác sĩ, y tá. Những người này luôn đề cao những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, nên họ có thể trở thành chuyên gia được đồng nghiệp nể trọng trong lĩnh vực của mình. Mọi người luôn cảm thấy sự khiêm tốn ở những người tuổi Hợi. Khi có được thành tích đáng khen ngợi, họ không bao giờ tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, dù cảm thấy vui vẻ với thành quả đã đạt được. Nhưng bản thân họ vẫn ý thức được rằng còn nhiều đỉnh cao khác đang chờ họ ở phía trước.
Việc tự mãn với tài năng của bản thân sẽ khiến họ ngủ quên trên chiến thắng. Họ luôn cố gắng giữ tỉnh táo để không bị mê hoặc bởi những lời tán thưởng. Người tuổi Hợi có bản tính hiền lành, ôn hòa, không thích lối sống giành giật bon chen. Vậy nên những môi trường có tính cạnh tranh khốc liệt không phù hợp với họ. Những doanh nhân tuổi Hợi luôn cảm thấy e ngại trước những kế hoạch mang tính mạo hiểm. Điều này tuy có thể giúp họ tránh được những nguy cơ bất ngờ, nhưng cũng có thể khiến họ bỏ lỡ cơ hội vàng để phát triển. Chính vì thế, những người này phải mất một thời gian dài mới có thể làm nên được thành công vang dội. Thiếu quyết đoán là khuyết điểm ngăn cản người tuổi Hợi đến với thành công trong sự nghiệp. Họ thường tỏ ra thận trọng quá mức trước những cơ hội mạo hiểm, trong khi họ đang cân nhắc thì đối thủ của họ đã hành động để đạt được lợi thế. Bên cạnh đó, họ thường tỏ ra hiền lành đến nhu nhược nên chỉ có thể làm việc theo mệnh lệnh của người khác. Họ dễ cảm thấy hài lòng với chức vụ hiện tại mà không hề chủ động để có được cơ hội thăng tiến. Chính vì thế họ khó có thể trở thành những người có chức vụ cao trong tập thể. Tổng quan tử vi năm 2025 âm lịch, người tuổi Quý Hợi sinh 1983. Tuổi Quý Hợi cầm tinh con lợn, có ngày sinh dương lịch từ ngày 13 tháng 2 năm 1983 đến ngày 1 tháng 2 năm 1984. Can chi của tuổi Quý Hợi có nghĩa là lâm hạ chi chư, tức là lợn trong rừng. Sinh năm 1983, mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn. Năm 2025 là năm Ất Tỵ mệnh hỏa. Xét theo ngũ hành ta có, mệnh thủy của tuổi tương khắc với mệnh hỏa của năm 2025. Thiên can của tuổi là quý, tương sinh với thiên can ất của năm, còn địa chi của tuổi là hợi, tứ hành xung với địa chi tỵ của năm. Trong năm 2025 này, anh chị tuổi Quý Hợi sẽ có hung có cát. Vận trình tử vi tuổi Quý Hợi trong năm đôi lúc sẽ gặp một số thử thách. Điều này nhắc nhở bản mệnh nên cẩn thận đề phòng các nguy cơ có thể xảy ra, luôn chủ động lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng để mọi công việc của mình được hanh thông. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2025, nam mạng tuổi Quý Hợi gặp sao kế đô chiếu mệnh. Trong cửu diệu niên hạn, kế đô là hung tinh chủ về thị phi, tiền bạc. Sao này nữ mạng chịu ảnh hưởng nhiều hơn nam mạng. Sao kế đô sẽ gây khó khăn đối với những người nóng vội, truy cầu quá nhiều. Còn nếu bản mệnh là người biết kiểm soát, bản thân nói năng cẩn trọng, suy xét vấn đề kỹ lưỡng thì sẽ tránh được thị phi, sức khỏe và tiền bạc cũng được thuận lợi. Cổ nhân dân dạy, họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục, có nghĩa là họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của họa. Trong cuộc sống, việc tốt và việc xấu có thể chuyển hóa được cho nhau, vì thế, giữ tâm thái bình tĩnh, thận trọng khi đối diện sự việc là rất quan trọng. Với nữ mạng, năm 2025 nữ mạng tuổi Quý Hợi gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Đây là một trong ba sao phúc thiện tinh tốt nhất trong hệ thống sao cửu diệu, chủ về an khang, thịnh vượng. Sao này chiếu mạng sẽ đem đến cho nữ Quý Hợi nhiều may mắn trong công việc, sự nghiệp, buôn bán phát đạt, sức khỏe dồi dào. Chỉ cần bản mệnh làm ăn ngay thẳng, quang minh chính đại thì sẽ nhận được nhiều vượng khí cát lợi. 2. Vận hạn. Nam mạng tuổi Quý Hợi trong năm Ất Tỵ 2025 gặp hạn địa võng. Vận hạn này chủ về thị phi, mâu thuẫn trong mối quan hệ. Vì thế, mệnh chủ trong năm này nên chú ý cẩn thận lời ăn tiếng nói. Đối với chuyện riêng tư của người khác thì không tùy tiện bình luận. Ngoài ra, vận hạn này nhắc nhở Quý Hợi nam mạng giữ thái độ dĩ hòa vi quý, khiêm tốn thật thà, hạn chế thể hiện bản thân mình với người khác, nói lời thiện, làm việc tốt thì phúc đức và vận may sẽ đến, cuộc sống an yên, vui vẻ. Với nữ mạng tuổi Quý Hợi trong năm Ất Tỵ 2025 này gặp hạn địa võng. Đây là hạn về thị phi, tai tiếng, mâu thuẫn trong mối quan hệ. Vì thế, mệnh chủ nên giữ thái độ thân thiện, ôn hòa, bình tĩnh để tránh được những chuyện tiêu cực. Để giảm trừ vận hạn, nữ mạng tuổi Quý Hợi 1983 nên chú ý giao tiếp nhiệt tình, cởi mở nhưng khiêm tốn, không thể hiện cái tôi của mình quá nhiều. Biết khi nào nên nói, lúc nào nên im lặng, giữ cho bản thân tránh xa được thị phi nhưng vẫn hài hòa với người khác. 3. Vận niên. Vận niên của nam nữ mạng Quý Hợi trong năm 2025 là dương thảo ngạn, tức là dê về núi non. Năm có vận niên này thì nguồn thu nhập dồi dào, cuộc sống gia đình viên mãn. Trong năm này nếu bản mệnh chăm chỉ làm việc, kiên trì không bỏ cuộc thì sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Tuy vậy, anh chị Quý Hợi hãy quản lý tài chính thông minh để tiết kiệm được những tài sản để sau này về hưu an dưỡng tuổi già. Tổng quan tử vi tuổi Quý Hợi 1983 năm 2025 âm lịch. Xem tử vi 12 con giáp nhận thấy, vận trình công việc đầu xuân năm mới của anh chị tuổi Quý Hợi diễn ra khá suôn sẻ, nhờ có cục diện nhị hợp giúp đỡ, gặp thiên thời địa lợi,
Dù tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ. Có điều, ngũ quỷ xuất hiện, mang theo dấu hiệu tiểu nhân đeo bám rõ ràng, làm gì tuổi Quý Hợi cũng nên thận trọng. Tài vận bình ổn, tình hình kinh doanh buôn bán tuy chưa sôi động, nhưng vẫn có khoản nọ khoản kia, không lo túng thiếu. Đầu xuân năm mới bản mệnh Quý Hợi nên tránh xa các trò cờ bạc, đỏ đen, kẻo phá tài nặng, chuyện tình cảm có tiến triển mới, qua bạn bè giới thiệu, mai mối, hoặc trong buổi liên hoan đầu năm, gặp gỡ đồng hương, tuổi Quý Hợi gặp được đối tượng ưng ý. Ngoài ra bản mệnh Quý Hợi đầu năm có lộc ăn uống, tuy nhiên sức khỏe không tốt, dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa, nên thường xuyên bị đầy hơi, ăn không ngon miệng. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Quý Hợi 1983, năm 2025 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp nhận thấy, trong thời điểm đầu xuân năm mới, tuổi Quý Hợi làm việc khá thong dong, thoải mái, một phần vì công việc chưa nhiều áp lực, phần khác bản mệnh có hữu bật cát tinh hỗ trợ. Ví như có tay chân trợ giúp, nên làm gì cũng có cảm giác khá suôn sẻ. Người làm công ăn lương cứ y án kế hoạch đã định mà làm, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Người kinh doanh buôn bán đầu năm tuy không quá tất bật hay bận rộn, nhưng cũng thu về không ít lợi nhuận, có bản mệnh được lộc tiền bạc, mua may bán đắt, không cần phải lao lực mà tiền bạc vẫn rủng rỉnh. Có điều, cần lưu ý đầu năm có ngũ quỷ hung tinh rình rập, có thể tiểu nhân xuất hiện gây ra một vài sự cản trở trong công việc, vì thế, làm gì tuổi Quý Hợi cũng cần thận trọng, chớ chủ quan lơ là mà sập bẫy kẻ xấu. Xét phương diện tài lộc tuổi Quý Hợi 1983, năm 2025 âm lịch. Theo dõi luận giải tử vi khoa học 12 con giáp nhận thấy, vận trình tài vận đầu xuân năm mới của người tuổi Quý Hợi kém sắc hơn đôi chút, nhưng nhìn chung vẫn khá ổn định, đầu năm tình hình buôn bán chưa sôi động, tuy nhiên, bản mệnh vẫn có được nguồn thu nhập khá dồi dào, không lo thiếu thốn tiền bạc. Có điều, đầu năm đi lễ xa, hội hè, đình đám nhiều, có khá nhiều khoản phải chi tiêu, vì thế hãy lên kế hoạch tiêu xài sao cho hợp lý, để không rơi vào tình trạng nay thừa mai thiếu. Đầu năm thứ tài không vượng, lại có ngũ quỷ mang biểu trưng cho thế lực huyền bí cản trở, vì thế bản mệnh nên tránh xa các trò cờ bạc, đỏ đen, kẻo phá tài nặng. Xem lịch vạn niên và phi tinh đầu năm, có bát bạch chủ tài lộc, gặp phải ngũ hoàng đại sát tinh ở hướng Tây Nam, tài khí rất dễ bị tổn hao, người tuổi Quý Hợi không tiến hành động thổ, dịch chuyển đồ đạc hay để các vật quá nặng ở vị trí này, gây ra tiếng ồn ào. Tại phương vị này, nếu có điều kiện, bản mệnh có thể đặt biểu tượng cóc ngậm tiền, hoặc treo một tờ giấy màu đỏ ở hướng Tây Nam ngôi nhà để thúc vượng tài khí. Cách làm này tuy đơn giản, nhưng lại khá hiệu quả trong việc kích hoạt tài khí, mang tới may mắn về tiền bạc. Xét phương diện tình duyên tuổi Quý Hợi 1983, năm 2025 âm lịch. Theo dõi tử vi hàng tháng nhận thấy, đầu xuân năm mới chuyện tình cảm của người tuổi Quý Hợi có nhiều bước tiến triển tốt đẹp và bất ngờ. Người độc thân có thể tìm được đối tượng ưng ý nhờ bạn bè mai mối, giới thiệu trong buổi liên hoan gặp mặt đầu năm, gặp gỡ đồng hương. Tình cảm tiến triển vừa nhanh lại bất ngờ, khiến bản mệnh cười vui không ngớt. Thêm nữa, đầu năm mới có thực thần ghé thăm. Tuổi Quý Hợi liên tục được mời tiệc tùng, hội họp. Đây là cơ hội tốt để bạn tìm thấy nửa kia ưng ý cho mình, đừng bỏ lỡ. Gia đạo yên vui, tạo tinh thần phấn khởi, tâm lý khá thoải mái để bản mệnh tập trung phấn đấu cho công việc, năm mới với những dự định và kế hoạch mới, hứa hẹn nhiều thành công bất ngờ. Xét phương diện sức khỏe tuổi Quý Hợi 1983, năm 2025 âm lịch. Tử vi 12 con giáp theo lịch âm có chỉ ra rằng, thời điểm Tết 2025 bản mệnh tuổi Quý Hợi không có điểm bất thường về sức khỏe. Tuy nhiên, vì có lộc ăn uống, bản mệnh thường xuyên tiệc tùng, ăn uống quá độ, mất kiểm soát, nên dễ gặp một số vấn đề về hệ tiêu hóa. Đầu xuân năm mới, bản mệnh nên chú trọng dưỡng sinh theo mùa để sức khỏe được ổn định lâu dài. Theo Đông y, mùa xuân âm tiêu dương trưởng, vì thế tinh thần lúc nào cũng cần thoải mái, vui tươi thì sức khỏe mới tốt, do đó mới có câu tháng riêng là tháng ăn chơi, hòa mình vào không khí mùa xuân tươi vui để cảm thấy yêu đời và khỏe khoắn hơn. Lưu ý, mùa xuân dương khí vượng cũng là lúc nhu cầu tình dục tăng cao, chuyện chăn gối quá độ sẽ khiến cơ thể hư nhược, uể oải, vì vậy nên tiết chế ở mức độ hợp lý sẽ tốt hơn. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông, thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách dài hạn trong năm để anh chị có một năm mới bình an, may mắn. Đối với nam mạng Quý Hợi, cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ,
Muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, xám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dâng sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Cách hóa giải hạn địa võng năm 2025. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch, nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra, luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau. Đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách, dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Đối với nữ mạng Quý Hợi, cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương trong năm 2025. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Cách hóa giải hạn địa võng năm 2025. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Quý vị thân mến, khi chọn người hợp tuổi xông nhà, gia chủ nên xét theo tam hợp, nhị hợp hoặc mệnh hợp, người khỏe mạnh, tính tình tốt, sống chân thành, giúp thu hút phước đức cho gia chủ, người thành công, đỗ đạt, giúp thu hút tài khí cho gia đạo. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Quý Hợi sinh 1983. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Quý Hợi trong năm Ất Tỵ 2025 là Bính Tuất 2006, tốt, Quý Mùi 2003, tốt, Đinh Mão 1987, tốt, Bính Thìn 1976, tốt, Đinh Mùi 1967, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Quý Mùi 1943, tốt, Đinh Mão 1927, tốt, Tân Mão 2011, khá, Kỷ Mão 1999, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Quý Hợi trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Thân 1932, không tốt, Tân Tỵ 1941, không tốt, Nhâm Dần 1962, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Tân Tỵ 2001, không tốt, Giáp Thân 1944, không tốt, Giáp Dần 1974, không tốt,
Giáp Thân 2004, không tốt. Mậu Dần 1938, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Ngày mùng 1 Tết 2025. Dương lịch, thứ tư, ngày 29 tháng 1 năm 2025. Âm lịch, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025, tức ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Dần, năm Ất Tỵ. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần, 3 đến 5 giờ, giờ Thìn, 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ, 9 đến 11 giờ, giờ Thân, 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu, 17 đến 19 giờ, giờ Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Vâng, thưa quý vị, nhân sinh tại thế, ai rồi cũng già đi, tuy nhiên, có người thì được an nhiên tuổi già, hưởng phúc cháu con, người thì lại cơ cực qua ngày, nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cơ bản thì đều nằm ở 5 yếu tố sau. 1. Sức khỏe. Đây là điều quan trọng nhất, không có sức khỏe mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, vậy nên, yếu tố quyết định đầu tiên và cũng là quan trọng nhất đó chính là sức khỏe. Bản thân có sức khỏe tốt, không mang phiền toái cho cháu con, không tốn kém tài vật, có được sức khỏe tốt mới có được sự vui vẻ, vậy nên, bất luận lúc nào, ở đâu, sức khỏe vẫn là yếu tố đầu tiên cần được chú ý, nhất là khi tuổi đã về già, mọi thứ đều là vật ngoài thân, là thứ của người khác. Chỉ có cơ thể mình mới là của mình, thực sự ăn uống điều độ, tâm hòa ý thuận, bao dung tha thứ cho người khác cũng là cách hữu hiệu để hành thiện tích đức. Sức khỏe an khang, bên cạnh có người tương trợ, cha ông ta có câu, con nuôi cha không bằng bà nuôi ông, về già có được người bạn đời sớm hôm bầu bạn, chuyện trò, chính là một điều hạnh phúc. Tình yêu của tuổi già không phải là điều gì đó quá cao xa, nồng nhiệt, mà đôi khi chỉ là có người sớm hôm bên cạnh, nhẹ nhàng nói chuyện bên nhau, cũng là mãn nguyện lắm rồi. 2. Nguyên tắc. Có nguyên tắc sống, không chỉ là yếu tố quyết định thành bại của tuổi trẻ, mà còn là nền tảng an định của tuổi già, ăn cơm, đi ngủ, du ngoạn, giao lưu bè bạn, tất cả đều cần có nguyên tắc cho mình, ăn không quá no, ngủ không quá muộn, thức không quá trễ, ấy cũng là bí quyết trường sinh. Ngoài ra, thì tu dưỡng tâm tính khống chế tự thân, tránh những suy nghĩ tiêu cực, tức giận hay tranh đấu, thực ra đến tuổi trung niên chỉ cần tĩnh tâm suy nghĩ. Phần nhiều chúng ta đều có thể hiểu, danh lợi cuối cùng cũng chỉ là thứ hư ảo, sống thiện lương chân thành đối đãi với mọi người mới là ý nghĩa chân chính của đời người. 3. Kết giao bạn bè. Việc kết giao bạn bè đối với tuổi trung niên cũng là điều vô cùng quan trọng, việc ấy giúp chúng ta thêm phần hiểu biết giải tỏa tâm lý, chia sẻ cuộc sống, vui buồn, tuy nhiên, có một điều cần chú ý bất kể tuổi nào cũng cần chọn bạn mà chơi. 4. Tài chính. Tiền không phải là tất cả, nhưng lại là thứ để duy trì cuộc sống trong xã hội này, vậy nên, ngoài những trường hợp bất khả kháng, thì mỗi người cũng nên có kế hoạch tài chính cho mình. Khi còn trẻ, lúc có tiền đừng nên tiêu hoang phung phí, cần kiệm xưa nay luôn là một mỹ đức. Cần giữ gìn tự chủ tài chính, nó không chỉ là giúp ích cho bản thân, mà cũng là một nguyên tắc để không tạo gánh nặng cho con cái, có bao nhiêu tiền đưa hết cho con cái. Đôi khi cũng không phải là cách yêu thương đúng đắn, thậm chí, có trường hợp ngược lại, bảo vệ chính mình cũng là bảo vệ cháu con. Đương nhiên, việc nào cần dùng thì vẫn nên dùng, nhất là việc giúp người tạo phúc lại càng cần làm hơn nữa. Chúng ta làm người chỉ cần thiện lương, trời cao ắt có an bài. 5. Tâm thái. Đây là tiêu chuẩn cũng không kém phần quan trọng, bởi tâm thái cao bao nhiêu, cuộc sống cao bấy nhiêu, người già thì thường thiếu tình cảm, thừa thời gian, nhưng con cái lại thiếu thời gian, bận bịu công việc, vậy nên cũng đừng quá bận tâm mà buồn tủi vì con cái ít quan tâm, thăm hỏi. Cuộc sống độc lập, cha già tạo phúc cho con, thân làm cha mẹ lúc này chính là lấy thân làm mẫu, mọi việc trong ngoài càng cần phải chú ý nhân phẩm bản thân, để con cháu nhìn vào vui vẻ, lạc quan, yêu đời trong mọi hoàn cảnh, sẽ giúp mình sống thọ, sống vui hơn. Suy cho cùng, thì vạn sự trên đời không gì nằm ngoài định số, mất và được, yêu và hận, tất cả đều là sự trả vay, duyên nợ mà thôi, vậy nên, buông chính là kim chỉ nam để có được một tâm thái cho chúng ta làm người vui vẻ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.